Rất nhanh, rất tốc độ. Tin kiện tướng cờ hay, hội cờ tướng bắt đầu xuất hiện để cùng giao lưu những nước cờ, chia sẻ.
em, anh nhờ em một lần. Em vô cầm cái cây cây kia giúp anh. Lung tay coi đây. Cờ sạch gọi là hai cái tướng đang giao lưu những lúc đi rất là sạch sẽ. Không ú à, không ú à. Rất dứt điểm. Phải chụp ngay, bởi vì khi phát trực tiếp là chờ là làm mất hết mấy phút. Mở nhạc để cho hai kim tướng nghe thư thái, bắt đầu lên nước. Chúng ta hãy cùng theo dõi để cho hai tiện tướng tập trung đánh dứt điểm này. Chúng ta hãy xem nước bên xanh và bên đỏ sẽ dứt điểm rất là tốc độ. Sau cái cuối video này chúng ta sẽ coi là kết thúc và nó vào giờ nào là chúng ta sẽ biết. Hiện bây giờ là bắn cờ đang diễn ra là 11 phút. Đầu đã bị cắt. Nhanh và tốc độ phải di chuyển. Thank you.
chốt đi xong cho anh nghe. Rất điểm đạm. Nói tốt đi. Cứ đi. Quá hay. Cứ đi. 5 nước đó, 1, 2, 3, 4, 5 nước. 8 nước, mình đi 5 nước, 8 nước, 5 nước. Bảo có yếu gì. Bắt cho nó chật hơi đôi đỏ. Thì nó có cái này. Nó bắt chứ. Xuống rồi. Xuống đi. Tốt cái gì người ta xuống rồi. Cứ để cứ xuống tốt đi anh. Ok. Đây. Đây ở bất kể là bắt mà dí mà. Không sợ. Cứ xuống đi anh. Kiểu thứ này mình đâu vào đó. Ăn luôn. Làm đi chạy chạy xe mới cơ, tôi có chạy xe cho nay chạy xe. Cầm rồi. Đánh tổng lực ở đây sẽ không lấy gì cả. Đánh mấy đánh có từ có gì không? Để tôi xem nào. Đánh tổng ở đây luôn. Cho anh tổng luôn này đấy. Bắt không máy. Đây. Chọc xuống người đánh tổng lực. Chọc xuống rồi. Nhìn xuống nghĩ rồi. Xì ăn xuống. Đừng chết được. Cơ năm cơ hệ đấy. Đó, để con đá nằm đấy được rồi. Còn chưa đi đâu đâu. Cơ này cũng chưa đi. Chạy xe đi. Kéo xe về đây. Nền nước này, nó tốt rồi. Nền mà lát. Anh cứ nêm được thì nó tốt rồi. Đủ đủ đấy. Mình cần một con xe mà. Anh ấy là rất là căng thẳng. Và anh cho hai cái đường bên xanh và bên đỏ muốn ngủ lại. Rất là kịch tính. Và nó tốt rồi. Vừa tốt vào đi. Mà chưa là video xem mày đang giữ đấy mà. Chưa kịp được. Không kịp đâu. Mà em đánh không muốn chiếu. Vâng đang bí lắm. Con cứ ăn luôn nữa thì tiết kiệm. Kệ. Đâu. Đây thì cho anh không có pháo nó sẵn. Con xí hết cờ cho anh pháo làm gì? Con xí cho này. Mà lo mà giữ đi hết cờ chứ. Không nổi rồi. Hết giữ rồi. Chân rồi. Không kịp. Hai xe rồi mà không kịp. Hết rồi. Đâu mình có đường nào đó chân đâu đều đó. Đều bi chân cũng chân ở đâu. Đây, thử còn tốt à. Chạy cũng ấn vào hết, ấn vào chưa tương đâu cũng ấn vào, đâu cũng ấn vào hết. Không kịp đâu ấn vào nhận như ấn như mình chỉ cơ thôi.
Chưa cần đâu. Lại chịu nhục đi tí. Vừa ra nữa đi. Chịu nhục đi tí. Phân công dồn dập. Chúng chưa bắt pháo đi. Phải sang giữ chứ không giữ không được. Nào pháo này. Đúng rồi. Bánh tổng hợp. Thế nên con nữa này. Bắt này nó đấu này. Đấu cả ngay đấy. Còn đấu liền. Rồi sao đây. Thế nên cái đồ đuổi xe xong đi đâu á? Con nó đuổi xe. Mãi. Mà nó mà đuổi xe để chơi. Bắt con ngựa cái nhà. Nó thằng ngựa chạy chứ. Ngựa chạy là tao mới đánh. Ngựa chạy là tao mới đập chứ. Đấu xe. Là đấu xe. Mình bắt con pháo. Mà hoàng vậy xem nào. Đừng chưa đánh ở đâu. Cứ rằng qua nhau không. Nó đang giao rồi đã, không thế nào đó.
Đó kẹp đó bắn luôn. Vẫn đang ngang ngang nhau chưa? Chưa ai đứng kìa. Rồi, từ từ bình tĩnh thế nào. Chạy đây nước. Chạy đây nước. Chiều thương cái gì nào? Chạy à? Phát cái mặt xe đi. Phát cái mặt xe đi. Chưa có nước hết. Bay thay cho người ta ăn à? Hàng người ta ăn này, bay đây. Đúng ngay. Còn chân nhảy tây có điểm. Đánh vào cái xí vật lên. Bắn cờ xem rất là hay, rất là kịch tính, cũng rất là hồi hộp. Sẽ đây, động xem một cái, động xem một cái lập quay ngay, chờ đến ai đâu, lập vô thì mình về lại, lập vô thì về lại, lập vô đi, quá. Đâu rồi? Chứ đầu có đèn chặt đỉnh đầu luôn nè. Lắp vào đi. Chưa tương cái sao đạt rồi? Chưa được đâu. Chưa tương cái sao đạt rồi? Nếu có từ người ăn lên cũng vậy. Lắp ra. Ô, để vào. Để cho người ta vào đây đó. Mình củng cố từ từ. Mất pháo là còn thiếu hả? Con bắt con đi. Để cho bắt tốt này, bắt con pháo. Về đây là hai con chết con rồi. Đâu. Con dằn được đi. Con đã
cái bắt mã. Đúng rồi. Rồi trong ra bắt mã sau. Đúng rồi, đúng đi. Lại với hết kết đó này. Đúng này. Mã mình coi như phế mà. Xe có thắng không? Thắng đâu. Để đưa xe đấy. Đây là đồ lại. Quá hay. Đấy, cậu cảnh này ra chứ, quá đi. Cứ xong bắt được yếu con mình vào sao vậy? Trước mặt này cho người ta chứa thì cứ ra bắt chứa mình vào có thế rồi định mình mà xem đánh dồn nó có hết rồi không đã chưa hết rồi đó còn mã không chưa hết rồi mất hết cây à đấu đi đừng đấu đấu là mình không có cơ hội thắng rồi vậy người ta mới có cơ hội. Ra dữ giờ những tổng lực của đấy. Giữ đánh tổng lực mà giờ ta làm sai chân tịnh rồi đánh đấu rồi. Giữ được con này thì mới con mắt pháo. Giữ được con đỏ bón kia thôi. Xin con pháo nha. Rồi thôi thôi. Xin con pháo đã. Được chưa? Con pháo này thì lấy không thì coi như là vào chân sĩ. Vào chân sĩ à. Sĩ thì mình đánh tổng số. Đánh vào. Đánh vào. Mình hết sĩ, mất xe, mình còn một xe. Và chân sĩ đánh pháo luôn. Mình còn một xe, người ta còn một mã, một pháo. Đánh được. Mình một xe là đánh được đấy. Ta khuyết hết trí rồi, còn mũi tịnh thì tốt rồi. Một xe mình quần bắt trống rồi. Ăn xe vào rồi bắt buộc là mã phải ăn về. Đúng rồi. Còn một pháo, mình còn một xe. Thắng được. Rồi mà. Còn gặp tịnh cũng thắng được. Rồi. Bao tốt cái này. Cứ vào đây xong rồi ta đi đó. Lên nước, bắt buộc. Lên nước. Đã chuyển bế rồi cháu. Chuyển bế cái. Lấy sợi vào, lấy sợi vào. Bắt con pháo kia xong, ra công nhận. Quầy, còn đi quầy.
đang rất là tốt. Bỏ luôn. Bắt nó ra. Cho nó bắt nó. Nhìn đây. Con có quyết định không ấy. Đó nó bắt nó cho mã nạp nước ra. Lên lên thôi cho mã về. Đây đây. Lên đây người ta mới nạp được. Chân cứu nữa. Rồi chén luôn. Nên nó cũng quá tốt rồi. Quá tốt rồi đưa. Là được. Ôi. Thế người ta khỏe rồi. Bên đó còn hai xe. Hai nó xe của. Bên này cũng thọng được khuê đi. Tốt nằm đấy, người ta mới sợ, nó ăn người ta đâu có sợ. Cờ xanh này bây giờ đánh là thắng này à? Thắng thì chả ăn được. Thắng một thắng. Tơ đỏ như tụi huê thua không phải không thắng. Lấy gì giữ tịnh nào mới hết rồi à, chà mà là như phúc xoài rồi nào hết lấy gì giữ tịnh bốc thôi bốc gì đâu còn lắng tăng cũng thiếu cái thiếu cái đó thiếu cái bắt tốt sau bắt tốt thôi. Cái kia tao bỏ con bực gương Huê ấy mà. Bỏ con gương Huê. Ta còn nguyên mới dành cơ. Cứ bỏ con gương Huê. Sao vô được, sao tấn công được. Không vô được. Bỏ con gương Huê mà. Anh nhiều quá. Rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn hai kiện tướng đã cho một ván cờ rất hay, rất minh mẫn, rất thông thái. Cơ lớn xé của mình.